Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu xây dựng ban hành bản mô tả và khung năng lực, vị trí việc làm đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vừa qua, đoàn khảo sát của Sở Nội vụ đã tiến hành khảo sát tại 9 xã, phường thị trấn thuộc thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang và huyện Phù Cử. Để chuyến khảo sát thu được kết quả tốt nhất, trước đó Sở Nội vụ đã chuyển toàn bộ 4 dự thảo để các đại biểu có thời gian nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến, gồm dự thảo đề án xây dựng quy định tạm thời, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Sở Nội vụ tiến hành cuộc khảo sát với cái mục đích là hoàn thiện trước khi ban hành cái bản mô tả khung năng lực vị trí việc làm. Chúng tôi muốn nghe khi mà triển khai cái dự thảo xem là để hoàn thiện nó và triển khai được trong thực tế thì cần phải làm những cái gì và gắn với từng cái vị trí, từng cái công việc cụ thể. Tại các buổi khảo sát đã có gần 30 ý kiến có chất lượng tham gia vào các dự thảo. Hầu hết các đại biểu đánh giá cao, cơ bản đồng tình nhất trí với các nội dung 4 dự thảo do ban soạn thảo đã mô tả về khung năng lực vị trí việc làm đối với từng vị trí. Các đại biểu đã đề xuất một số nội dung cụ thể cần bổ sung làm rõ hơn phần mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với chức danh bí thư đảng ủy cấp xã, chỉnh sửa đối với chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, điều chỉnh thời gian công tác đối với cán bộ cấp xã. Về chức danh bí thư đảng ủy của cấp phường xã, tôi đề nghị với các đồng chí nghiên cứu bổ sung thêm quy trình về công việc liên quan. Thứ hai là về cái dự thảo mô tả về vị trí việc làm đối với cái chức danh mà kiêm nhiệm của đồng chí bí thư đảng phường đấy, thì đây mới là chỉ có đề cập về điều lệ đảng và các cái văn bản của bộ chính trị. Tôi cũng đề nghị bổ sung thêm của tỉnh, của thành phố. Về nội dung khảo sát, tôi đề nghị sửa cho phù hợp với luật Mặt trận Tổ quốc cũng như là điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành. Một cái nội dung nữa đó là nội dung số 7. Thảo có nêu là chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình. Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở không có Ban Thường vụ và Ban Chấp hành mà chỉ có Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Chính vì vậy nội dung này tôi đề nghị sửa đổi thì nó sẽ phù hợp hơn. Về kinh nghiệm công tác, các đồng chí chỉ ghi là kinh nghiệm công tác 5 năm. Thế nhưng mà 5 năm là không biết là anh đã từng trải qua các lĩnh vực gì. Vai bí thư đảng bộ và chủ tịch hội đồng nhân dân thì các đồng chí chỉ ghi là số năm công tác là 5 năm. Chứ không biết là 5 năm anh đã trải qua các lĩnh vực gì. Hay là cứ miễn làm sao anh cứ vào cán bộ công chức 5 năm là coi như anh vào các vị trí đó. Một số đại biểu kiến nghị yêu cầu về trình độ văn hóa trung học phổ thông và trình độ tin học đối với bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố theo dự thảo là cao. Trên thực tế, nhiều địa phương không đáp ứng được, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh đối với cán bộ văn phòng cấp ủy yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ lý luận chính trị như dự thảo sẽ khó bảo đảm với những trường hợp cán bộ mới được tuyển dụng và làm việc. Đề nghị bổ sung chức năng công an viên giúp việc trực tiếp cho trưởng thôn dưới sự điều hành của công an xã. Vị trí làm của đồng chí hoặc là nghỉ ở phường xã là rất vất vả. Tôi cũng đề xuất với các đồng chí đưa vào cái vị trí biên chế. Hai nữa là đòi hỏi cái trình độ chính trị phải là trung cấp lý luận chính trị. Thì tôi thấy nếu đối chiếu cái tiêu chuẩn này với cái tiêu chuẩn của chính quyền ủy thì nó lại là quá cao so với chức văn phòng. Các bộ thôn ấy, ban chức danh bí thư trưởng thôn, trưởng ban cấp mặt trận, để mô tả công việc và yêu cầu văn hóa đối với tất cả các chức danh đều văn hóa cấp ba lên, thì thực tế hiện nay mà sắp xếp như vậy thì rất là khó. Cái thứ hai nữa là để các đồng chí là phải có cái đề án để thu hút người trẻ có trình độ để tham gia các thôn để được nguồn cho xã, có cái mức hỗ trợ cái đề án từ 1,5 đến 2 lần mức lương tối thiểu. Các ý kiến kiến nghị đề xuất của các đại biểu tham gia khảo sát ý kiến, tham gia góp ý của các đại biểu đại diện cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được đoàn khảo sát ghi nhận và tiếp thu đầy đủ, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào các quy định của pháp luật. Thông qua các ý kiến góp ý của các đại biểu, ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa và sớm hoàn thiện dự thảo đề án để trình cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện trong thời gian sớm nhất. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục Cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên kỳ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.